Năm 2021-2022 được nhiều người gọi là năm đại dịch trên khắp cả nước với nhiều sóng gió và mất mát. Nhưng tại Greenfield School, năm học 2021-2022 là năm mà chính sự kết nối giữa người với người của những yêu thương và sự tử tế lại một lần nữa sống dậy, đương đầu và hạ gục nỗi ám ảnh mang tên COVID-19. Ngày 5 tháng 9 năm 2021, lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đã diễn ra, khởi đầu một năm học theo hình thức online. Điều đó một lần nữa minh chứng cho sự thích ứng và linh hoạt của thầy cô và các con học sinh trong việc chuyển đổi cách học, phương pháp học với tình hình mới. Tạm ngừng đến trường nhưng không ngừng học tập, các con học sinh đã trải nghiệm một học kỳ COVID qua màn hình máy tính đầy quyết tâm và cũng có không ít hoạt động hứng khởi, ý nghĩa. Con chào bảo anh ơi, quay trở lại màn hình đi con. Quay trở lại vào lớp 1 học đi con. Duy Khôi, bạn không có cam không có mic ạ. And then if the whole class is stopped, just I know you guys are still a little shy, so like you don't know each other in person. Not always really really. Like sometimes you really need that. Như chưa hề có bất kỳ khoảng cách nào về địa lý, những triển lãm online, những cuộc thi online, những sản phẩm online chất lượng, đa dạng vẫn diễn ra. Lễ hội Trung thu đoàn viên. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm những mâm ngũ quả này và cách để trưng bày một mâm ngũ quả trong ngày lễ Trung thu thật là ý nghĩa đến từ gia đình của bạn Hữu Khánh nhé. Câu lạc bộ ngoại khóa online. Cô Trang mời tất cả các con sẽ tham gia trò chơi Human and Zombie trước. Tranh cử hội đồng học sinh và trưởng nhà. Và mình nghĩ rằng trong cái thời điểm hiện tại, trong thời điểm mà công nghệ đang phát triển đi lên thì tại sao mà chúng ta lại phải đi lùi? Lễ hội Halloween, cuộc thi kể chuyện tiếng Anh Storytelling. Once upon a time, there was a lion. I am an elephant! Ngày 20 tháng 11. Lễ hội Giáng sinh. Tết nhân ái. Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã không cứu được chị. COVID-19 đã lấy đi nhiều cơ hội. Cơ hội được đến trường học tập trực tiếp. Cơ hội được gắn kết với thầy cô và bạn bè. Đã có lúc thầy cô và các con học sinh tưởng rằng năm học này sẽ kết thúc như thế. Nhưng thật may mắn khi cuộc sống thường nhật đã sớm quay trở lại, thầy cô và các con học sinh dần quay trở về những điều bình thường cũ mà ai cũng trông ngóng. Hai tháng học trực tiếp tuy ngắn ngủi, nhưng là quãng thời gian sôi động, đáng nhớ với bất kỳ học sinh nào. Cuộc thi học bổng Global Leader. It's not a common issue in the world, however. Cuộc thi học bổng A-Level Entrepreneurs. Is anyone here having in these situations before? Please raise your hand. Cuộc thi tranh biện tiếng Anh Speak Out. Basically, at Greenfield School, the tuition fee dropped by 30% when we first study online. Cuộc thi tranh biện tiếng Việt. Cuộc thi đánh vần tiếng Anh Spelling Bee. Recycle. R-E-C-Y-C-L-E-N cycle. Correct. Olympic quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Tỷ số đã là 1-0 cho các cầu thủ người xanh lá. Bên cạnh đó, không thể không kể đến những workshop hữu ích, những hoạt động 100% do các con học sinh chủ trì. Ba trăm ngày bên nhau là vô vàn câu chuyện để kể và cảm xúc đáng nhớ. Đã có những thách thức, khó khăn, nhưng điều còn đọng lại trong mỗi chúng ta có lẽ là những câu động viên, lời quyết tâm, những cái nắm tay, nụ cười. Hàng trăm huy chương, giải thưởng, cả lĩnh vực học thuật và ngoại khóa, những thế hệ học sinh vững vàng, trưởng thành ngày hôm nay chính là minh chứng cho sức mạnh của tình đồng chí, đồng lòng.
khi tất cả chúng ta hợp lực vì một mục tiêu chung, vẫn những con người ấy, vẫn môi trường ấy, dù có thách thức lớn đến đâu, chúng ta cũng có thể cùng nhau đạt được thành công. Một chặng đường kết thúc để mở ra những chặng đường tiếp theo, chúng ta lại tiếp tục nối dài những ước mơ, nối dài những khát vọng, chỉ cần mỗi chúng ta vẫn sẽ giữ vững tinh thần bền bỉ, chính trực, công bằng, có trách nhiệm cộng đồng, đam mê học tập suốt đời.